Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh và bom đạn đã tàn phá nghiêm trọng tài nguyên, cơ sở vật chất, cản trở sự phục hồi kinh tế ở miền Bắc. Vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm khẳng định muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải phát triển công nghiệp và nông nghiệp. Trong đó cần xây dựng các công trình nhanh, tốt để sản xuất kịp thời. Công trình xây dựng xấu, chậm sẽ ảnh hưởng chung đến việc tiến lên chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Tháng 4 năm 1959, nói chuyện tại hội nghị tổng kết quý 1 của các công ty kiến trúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, từ trước đến nay, cán bộ công nhân, bộ đội, người lao động thuộc ngành xây dựng nói chung đều cố gắng, nhưng cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để hoàn thành vượt mức kế hoạch xây dựng từ nay về sau. Để hoàn thành nhiệm vụ thì cán bộ phải đoàn kết chặt chẽ với cán bộ và với công nhân, đồng thời phải tham gia lao động, phải chăm lo đời sống cho công nhân, phải chú ý đến phòng bệnh và đề phòng tai nạn lao động. Bác khẳng định, không tham gia lao động, cán bộ sẽ trở thành quan liêu. Cán bộ có kỹ thuật, nhưng người áp dụng kỹ thuật là công nhân. Nếu cán bộ không đoàn kết với công nhân thì công việc sẽ hỏng. Lãnh đạo phải dân chủ, kế hoạch phải đưa cho công nhân bàn bạc. Không cho công nhân bàn bạc kế hoạch là cán bộ mệnh lệnh quan liêu. Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên theo dõi hoạt động của ngành xây dựng, kịp thời biểu dương những ưu điểm sáng kiến của cán bộ công nhân trên công trường, như sáng kiến dùng xe cút kít và cải tiến một số dụng cụ xây dựng giúp làm tăng năng suất, giảm bớt sức lao động của công nhân. Người cũng phê bình những khuyết điểm của ngành như một số công việc phải làm đi làm lại, sinh ra lãng phí, năng suất ở công trường nói chung còn thấp, kỷ luật lao động chưa đề cao, công tác tổ chức quản lý kém. Bác chỉ rõ nguyên nhân của việc quản lý kém chính là do lãnh đạo chính trị kém. Cũng một công nhân làm việc, nếu cán bộ lãnh đạo tốt thì công nhân sẽ biết là chính mình làm chủ đất nước, việc làm sẽ tăng lên nhiều. Nếu lãnh đạo xấu lề mề thì công nhân làm xấu, lãng phí sức người sức của. Lãng phí này cán bộ phải chịu trách nhiệm. Mặt khác, nếu ưu điểm không biết phát triển, khuyết điểm không biết khắc phục là lãnh đạo kém. Qua các giai đoạn lịch sử của đất nước, ngành xây dựng đã vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, giữ vững và khẳng định được vị trí vai trò là một trong những ngành kinh tế kỹ thuật mũi nhọn, có đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội của đất nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó. Trong các cuộc kháng chiến kiến quốc của dân tộc, người lao động ngành xây dựng vừa sản xuất vừa chiến đấu, vừa là thợ cũng là người lính. Không chỉ xây dựng các công trình dân sinh mà còn đảm nhiệm cả các công trình an ninh quốc phòng, đồng thời chia sẻ nhân lực cho chiến trường. Gần 2 vạn cán bộ công nhân, người lao động ngành xây dựng đã nhập ngũ lên đường chiến đấu ở các chiến trường miền Nam. Thời kỳ hòa bình xây dựng, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, nhất là trong công cuộc đổi mới, ngành xây dựng là một trong những lực lượng chủ lực xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật, hạ tầng của nền kinh tế xã hội, trực tiếp thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng trên khắp các vùng miền, trong đó nhiều công trình có tính động lực thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối chủ trương đổi mới của Đảng, ngành xây dựng đã có những chuyển biến, đổi mới cực kỳ quan trọng cả về nhận thức, tư duy và hành động, từ đó đã đạt được những kết quả rất nổi bật. Hàng ngàn, hàng vạn công trình dân dụng, công nghiệp, kỹ thuật, đô thị hiện đại không ngừng mọc lên, làm cho diện mạo đất nước ngày càng thêm đổi mới. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng là thước đo trình độ khoa học, kinh tế và sự phát triển của một quốc gia. Trong nhiều năm qua, sự lớn mạnh của ngành xây dựng đã góp phần quan trọng tạo nên một Việt Nam ngày càng hiện đại, hấp dẫn. Chuyên mục Học Bác mỗi ngày xin được tạm dừng tại đây. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.